chính sự sống đang xuất hiện trong thân xác. Trích khảo luận của Thánh Âu Tinh Giám Mục về thư thứ nhất của Thánh Gioan. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã được nghe, điều chính mắt chúng tôi đã được nhìn thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi đã được chạm đến, đó là lời sự sống. Làm sao có thể có người được tận tay chạm đến ngôi lời nếu không phải vì ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta? Vậy ngôi lời đã bắt đầu làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta có thể tận tay chạm đến, nhưng không phải lúc đó ngôi lời mới bắt đầu hiện hữu, bởi vì người vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, như Thánh Gioan đã nói. Anh em hãy thử xem thư của Thánh Nhân xác nhận điều người đã viết trong tin mừng anh em đã nghe. Lúc khởi đầu vẫn có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Có lẽ sẽ có người cho rằng nói về ngôi lời ban sự sống như trên chỉ là một cách nói nào đó về Đức Kitô, chứ không phải nói về chính thân thể Đức Kitô mà tay người ta có thể chạm đến. Anh em hãy đọc tiếp, chính sự sống đã xuất hiện. Vậy thì Đức Kitô là ngôi lời ban sự sống. Và sự sống ấy đã xuất hiện như thế nào? Tuy sự sống ấy vẫn có từ lúc khởi đầu, nhưng không xuất hiện cho con người. Sự sống ấy chỉ xuất hiện cho các thiên thần để các ngài xem thấy và sử dụng lương thực nuôi sống. Nhưng Kinh Thánh đã nói gì? Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần. Như vậy, chính sự sống đã xuất hiện trong xác phàm. Sự sống được đặt trong tình trạng xuất hiện như thế là để cho điều mà chỉ tâm hồn mới xem thấy thì mắt cũng có thể xem thấy, hầu các tâm hồn được chữa lành. Vì chỉ có tâm hồn mới nhìn thấy ngôi lời, còn xác phàm thì mắt trần ai cũng có thể thấy được. Sự việc đã xảy ra như thế để chúng ta nhìn thấy được ngôi lời. Ngôi lời đã trở nên người phàm để chúng ta có thể nhìn thấy và để người chữa lành trong chúng ta cái khả năng cho chúng ta nhìn thấy ngôi lời. Thánh Gioan nói tiếp, chúng tôi xin làm chứng và loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay xuất hiện cho chúng tôi thấy. Nghĩa là đã xuất hiện ở giữa chúng ta, có thể nói rõ hơn, đã xuất hiện cho chúng ta. Điều chúng tôi đã được nhìn thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho cả anh em nữa. Anh em thân mến, hãy để ý lời này, điều chúng tôi đã được nhìn thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho cả anh em nữa. Các ngài đã được xem thấy chính Chúa hiện diện trong thân xác, được nghe những lời từ miệng Chúa nói ra và các ngài cũng đã loan báo cho chúng ta. Còn chúng ta đã nghe chứ chúng ta không xem thấy. Vậy có phải chúng ta không có phúc bằng những vị đã được xem thấy và đã được nghe chăng? Nếu như thế, sao Thánh Gioan còn thêm để cả anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi? Các ngài đã xem thấy, còn chúng ta không xem thấy. Thế nhưng chúng ta được hiệp thông với các ngài bởi vì chúng ta có chung một đức tin. Nhưng chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô con của người. Thánh Gioan lại nói tiếp, những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Theo Thánh Gioan, niềm vui trọn vẹn ấy ở trong chính sự hiệp nhất, sự hiệp thông, trong chính đức ái, trong chính sự hợp nhất.